Ngọc Tú xin gửi lời chào trân trọng đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhật ký hạnh phúc. Chương trình được phát sóng vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 vào lúc 18 giờ 10 phút nhé. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay chương trình của chúng ta xin được chào đón một vị khách quý. Xin giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường, trưởng khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ. Dạ xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Ngọc Tú và xin chào quý khán giả đang xem chương trình. Kính thưa quý vị, và chủ đề của chương trình chúng ta ngày hôm nay chính là chủ đề bệnh tim bẩm sinh. Bệnh tim bẩm sinh là một bệnh lý vô cùng nguy hiểm. Theo thống kê cho thấy, cứ 1.000 trẻ em được sinh ra sẽ có 8 trẻ mắc các bệnh tim bẩm sinh. Nếu không được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ sau này, thậm chí là tử vong. Hãy cùng theo dõi tình huống sau đây của chúng tôi, cũng như nghe những lời khuyên và tư vấn từ chuyên gia trong chương trình để hiểu thêm về bệnh lý này nhé. Ngày cuối tuần, chị Hạnh có khách đến chơi. Đây là một người em đồng nghiệp rất thân thiết với chị. Nhìn thấy hai bé Bông và Biên chơi với nhau rất ngoan, chị bạn chia sẻ rằng chị cũng đang mang bầu em bé đầu tiên và cả nhà đang rất háo hức chào đón em bé. Chị Hạnh biết tin thì mừng thay cho bạn và hào hứng hỏi han về sức khỏe của mẹ và bé, cũng như dặn bạn mình đi khám thai định kỳ để phát hiện ra những nguy cơ có thể mắc phải của thai nhi. Lúc này, chị bạn mới tâm sự rằng mình được bác sĩ chẩn đoán rằng em bé trong bụng có nguy cơ mắc bệnh tim bẩm sinh, nên hiện tại đang rất hoang mang lo lắng. Vì muốn giữ em bé trong bụng nhưng không biết phải làm thế nào, chị Hạnh tuy rất buồn cho bạn nhưng đã cố gắng động viên bạn tìm gặp bác sĩ một lần nữa để tìm hiểu thật kỹ càng về căn bệnh này. Thưa bác sĩ, thì sau khi mà Ngọc Tú và bác sĩ cũng như là quý vị khán giả vừa theo dõi tình huống vừa rồi, thì Ngọc Tú có một câu hỏi dành cho bác sĩ, đó chính là bệnh tim bẩm sinh nó là như thế nào bác sĩ? Cái bệnh lý tim bẩm sinh á, cái tim bẩm sinh là có cái gì là nó từ lúc mà sinh ra nó có rồi, từ lúc trong bào thai và khi sinh ra nó có rồi. Đó là cái gì, là những khiếm khuyết của các thành tim, các vách tim và các bất thường trong cái buồng tim của em bé khi từ lúc sinh ra đến lúc lớn lên, và quan trọng là chúng ta phát hiện lúc nào hay không thôi. Chứ còn tim bẩm sinh có nghĩa là nó từ lúc từ bào thai và khi sinh ra đã có cái những bất thường của nó. Thì cái nguyên nhân dẫn đến tim bẩm sinh là gì ạ? Thì cái nguyên nhân của các bệnh lý tim bẩm sinh ấy, thì cũng rất là đa dạng và phức tạp. Có một những trường hợp mà mình sẽ không tìm thấy nguyên nhân, nhưng có một số trường hợp nó có liên quan đến tình trạng về, thứ nhất là gen, có liên quan đến tình trạng di truyền. Một số trường hợp nó có thể xảy ra tiến triển bất thường trong quá trình mà hình thành từ trong bào thai. Ví dụ như trong giai đoạn trong bào thai ở mẹ, khi mẹ mang thai, đặc biệt là cái 3 tháng hoặc 6 tháng đầu của thai kỳ, đấy là cái giai đoạn mà cái tim bắt đầu hình thành. Thì những bất thường trong giai đoạn đấy thì rất dễ đến hình thành đến sau cái tim bẩm sinh sau này. Ví dụ những bà mẹ bị mắc các bệnh như là hay bị sốt này, mắc bệnh rubella, mắc bệnh sởi, hoặc là những cái cảm cúm, một số loại cảm cúm trong cái giai đoạn mà ở trong cái tam khắc nguyệt đầu và tam khắc nguyệt thứ hai ấy, thì sau đó cái trái tim của bé sinh ra, một số trường hợp sẽ xuất hiện những cái triệu chứng biểu hiện của các bệnh lý tim bẩm sinh. Thưa bác sĩ, vậy thì cái dấu hiệu mà để giúp mình nhận biết sớm cái bệnh tim bẩm sinh này là gì ạ? Thì cái dấu hiệu của các bệnh lý về tim bẩm sinh ấy, thì nó sẽ chia làm hai cái nhóm. Đầu tiên đó là cái nhóm mà các bệnh lý về tim bẩm sinh tím. Các bệnh lý về tim bẩm sinh tím này là cũng khá là dễ dàng và phát hiện ra, đó là đứa bé nó sinh ra là nó sẽ, cái môi nó sẽ trở nên tím tím. Cái ngón tay, những đầu ngón tay này nó không hồng hào như người bình thường, mà nó cứ cái dạng tím 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 tím, hoặc là đặc biệt là sẽ biểu hiện tím rõ hơn trong những trường hợp mà bé hay khóc, bé bú hay bé vận động. Đó là những trường hợp biểu hiện của bệnh tim bẩm sinh tím. Còn trường hợp thứ hai đó là những bệnh lý và liên quan đến bệnh lý tim bẩm sinh không tím. Thì những trường hợp này thì có thể biểu hiện bằng các bệnh lý như là thông liên nhĩ, thông liên thất hoặc còn ống động mạch. Đó. Thì những triệu chứng của những người này thì có
biểu hiện là như thế nào. Đối với những trẻ em, trẻ sơ sinh là nó cũng biểu hiện là nó chậm lớn này, nó tăng cân chậm này. Thứ hai là nó hay bị sốt, hay bị viêm phổi, tay đi tới lại, rồi có triệu chứng bị hay gọi khò khè. Yeah. Rồi nó chỉ việc chơi một chút xíu thôi là nó thấy mệt, khó thở. Hoặc những đứa người mà lớn hơn chút, ví dụ như trẻ em hoặc vị thành niên, và đặc biệt người lớn cũng có thể đã mắc bệnh tim bẩm sinh ấy, thì biểu hiện dần dần của họ là những hay triệu chứng là hay mệt, khó thở khi kháng sức, hay chỉ vận động thôi, hoặc là những triệu chứng khác liên quan đến tim nó sẽ có biểu hiện như hồi hộp, tim đập nhanh, tim đập mạnh như vậy. Nhưng có một cái nhóm bệnh khác, đó là một số trường hợp là hoàn toàn không có triệu chứng gì hết. Đó, người ta sẽ chỉ phát hiện được khi nào, khi mà thấy đi siêu âm tim hoặc đi khám sức khỏe định kỳ với siêu âm tim, người ta sẽ phát hiện, vô tình phát hiện ra, thì đấy là những cái biểu hiện của triệu chứng của bệnh lý tim bẩm sinh. Thật sự là rất là đa dạng đúng không bác sĩ, cho nên là những cái dấu hiệu đó thì quý vị nào mà có con em hay là chính bản thân mình hay là bạn bè xung quanh thì mình nên lưu ý để mà mình kịp thời mình phát hiện cái căn bệnh này. Bệnh tim bẩm sinh có nguy cơ gây ra những cái biến chứng nguy hiểm nào không ạ? Có những bé là nó, nếu mà nó tim bẩm sinh dạng tim bẩm sinh tím á, thì mình phải phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì mới ra mới cứu sống được tính mạng của bé. Còn nếu không thì mình sẽ bé, những bé đấy nó sẽ diễn tiến lên tình trạng là sẽ bị dễ bị suy hô hấp, dễ bị viêm phổi ta đi tới lại, rồi dễ bị suy dinh dưỡng, sụt cân, nó không tăng cân được, thì cái khả năng tăng trưởng của bé rất là kém. Thì những trường hợp đó thì nó sẽ biểu hiện như vậy, nó sẽ gây ra tình trạng suy tim, viêm phổi, rồi chậm lớn, chậm phát triển về ý thức, chậm phát triển về thể chất. Đó, thì đấy là những cái mà cái biến chứng của bệnh nhân, và nặng nhất là những có những trường hợp có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ví dụ như những bệnh tim mà nó kiểu mà như bệnh lý về hoán vị đại động mạch gì đó, nếu mà không phát hiện để điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể chết và tử vong ngay lúc sanh. Đó. Còn những trường hợp mà cái thể loại mà tim bẩm sinh thông thường thì nó sẽ gây ra tình trạng về suy tim về sau, hay bệnh nhân hay bị viêm phổi và mắc những cái bệnh suy tim nặng như vậy, thì nó sẽ hạn chế về cái khả năng gắng sức của họ, hạn chế về khả năng về vận động sinh hoạt. Đặc biệt là như ở phụ nữ, nếu mà mắc bệnh tim bẩm sinh, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời thì có thể là nguy hiểm, và có thể là lúc mà sanh mang bầu hoặc là khi cho sanh em bé có thể nguy hiểm đến tính mạng, lên cơn suy tim cấp chẳng hạn, hoặc tăng áp phổi cấp chẳng hạn, thì những trường hợp đấy có thể ảnh hưởng đến tính mạng rất nguy hiểm. Thưa bác sĩ, cái bệnh tim bẩm sinh này mình có chữa trị được hay không ạ? Và cái phương pháp để điều trị là gì ạ? Thì thực ra đối với cái bệnh lý tim bẩm sinh ấy, thì trước đây ấy, mình cũng rất là khó khăn trong cái việc điều trị. Tuy nhiên trong những năm gần đây với cái kỹ thuật khoa học phát triển thì cái việc chữa trị của các bệnh lý tim bẩm sinh thì hoàn toàn là mình có thể chữa trị được, phát hiện sớm, chữa trị kịp thời, thì cái trái tim của họ nó sẽ trở lại giống như bình thường. Yeah. Ví dụ như những bệnh lý về tim bẩm sinh tím thì người ta với cái kỹ thuật mổ hở bây giờ rất là tốt, kỹ thuật mổ hở, kỹ thuật phẫu thuật, kỹ thuật can thiệp rất là tốt. Người ta có thể phẫu thuật ở những em bé rất là nhỏ tuổi, khoảng 6-7 kg trở lên, là nó có thể sửa chữa những cái bệnh lý tim bẩm sinh rồi. Thì sau khi sửa chữa xong thì phục hồi thì rất là ngoạn mục. Thực ra đối với những bệnh lý tim bẩm sinh khi mà mắc thì rất là phức tạp, điều trị khó, nhưng đã điều trị xong thì khả năng thành công của nó rất là tốt. Cái vấn đề thứ hai đó là những phương pháp, những đối với những bệnh lý tim bẩm sinh thông thường như là thông liên thất này, thông liên nhĩ này, hoặc còn động mạch ấy, đó là do những cái bất thường về cái vách, những cái lỗ thủng nhỏ trong tim. Đó. Thì bây giờ với kỹ thuật công nghệ như hiện nay ấy, người ta hoàn toàn có thể chữa trị bằng phương pháp gọi là phương pháp can thiệp mạch. Yeah. Đó. Can thiệp mạch như thế nào? Thì cái phương pháp can thiệp ấy, là người ta sẽ luồn những cái ống thông những cái ống nhỏ vào cái sao trong cái đường mạch máu ở trong đùi này. Sau đó người ta luồn cho những trái tim ấy, luồn qua những cái chỗ mà bất thường đó. Yeah. Rồi sau đó người ta sẽ thả những cái dụng cụ gọi là những cái dù, thì những cái dù đó nó sẽ có vai trò, nó sẽ đóng lại những cái lỗ đó lại. Thì sau khi đóng xong thì bệnh nhân cái tim sẽ dần dần phục hồi trở lại. Đó, thì mình chỉ cần uống thuốc điều trị trong khoảng, có những trường hợp ví dụ như thông liên thất, thông liên nhĩ, hoặc còn động mạch
Đó, mình chỉ uống thuốc trong khoảng thời gian 6 tháng đến 1 năm thôi. Thì sau đó là cái trái tim mình sẽ dần dần ổn định trở lại. Yeah. Và sau hoàn toàn về sau thì mình sẽ không phải uống thuốc gì hết. Thì cái trái tim nó phục hồi rất là tốt. Còn cái những nhóm bệnh mà không sửa chữa được thì mình sẽ chỉ còn cách là uống thuốc, điều trị nội khoa tích cực. Đó là những cái phương pháp kỹ thuật can thiệp bây giờ. Bác sĩ có thể cho Ngọc Tú được biết là mình có những cái phương pháp nào để tầm soát và phát hiện cái bệnh lý tim bẩm sinh này không ạ? Bây giờ cái thời đại bây giờ là chúng ta đang đi theo cái xu hướng là làm sao phải tầm soát, phát hiện bệnh sớm để điều trị kịp thời. Thì những cái bệnh lý tim bẩm sinh cũng vậy. Thì mình cái việc mà tầm soát phát hiện sớm rất là quan trọng. Thì thực ra mình nghe thì phức tạp thôi, nhưng mà để tầm soát phát hiện thì rất là đơn giản. Bằng một cái máy siêu âm tim. Đó, siêu âm tim là siêu âm tim, một siêu âm tim có thể siêu âm tim thông thường thôi chẳng hạn. Thì mình có thể mình kiểm tra và phát hiện ra được những cái bất thường trong cái van tim, bất thường trong cái những cái vách tim, hoặc là bất thường những cái đường dẫn truyền về cái ống dẫn máu về tim. Đó, nó sẽ bất thường như thế nào mình có thể hoàn toàn kiểm tra được với một cái máy siêu âm tim và một cái bác sĩ siêu âm tim cũng có kinh nghiệm về chuyên về tim bẩm sinh một chút xíu. Với lại cái thời đại bây giờ hiện tại người ta còn đang phát triển cái câu chuyện đó là phải làm sao phát hiện được cái bất thường tim mạch trong cả cái bào thai của mẹ. Khi mang thai thôi là mình có thể đã kiểm tra siêu âm tim, gọi là siêu âm tim bào thai ấy, là người ta có thể đã kiểm tra xem cái trái tim của con bé này nó đã có những bất thường gì đó, để mà mình có những phương pháp điều trị kịp thời. Ví dụ như một số trường hợp hoán hủy đại động mạch hoặc là những bất thường về tim phức tạp thì ở trong bào thai thì nó có bé nó có thể sống, nhưng khi mà sinh ra nếu không điều trị kịp thời sẽ bé sẽ có thể dẫn đến tử vong ngay lập tức. Thì hiện tại bây giờ người ta sẽ siêu âm tim trước, người ta sẽ đánh giá những cái bất thường đó, và khi ra vừa sinh ra là bé nó sẽ được phẫu thuật, được cái can thiệp tối thiểu để cho nó vượt qua cái giai đoạn gọi là nguy cấp. Về sau đó thì mình sẽ sửa chữa và sửa chữa triệt để về sau. Yeah. Đó là những cái kỹ thuật bây giờ rất là tốt. Yeah. Rất là tiên tiến. Và hiện tại Việt Nam mình đã làm được chưa thì cũng rất khá là nhiều trung tâm làm được cái chuyện đó. Ví dụ như các ở bệnh viện chúng tôi thì việc can thiệp tim bẩm sinh là vẫn có thể diễn ra được với những cái điều trị như bít chủ thông niên nhĩ, ống động mạch, hoặc là thông niên thất, nong van động mạch phổi, hoặc là bít các lỗ giò. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh tôi cũng biết là có những trung tâm mình có thể can thiệp được những chuyện mà ví dụ như là can thiệp mà sửa chữa trong bào thai, hoặc là những phẫu thuật lớn để sửa chữa cho tránh trái tim những em bé nó bị mắc và không may mắc bệnh tim bẩm sinh sớm là như vậy. Dạ, vậy thì mình có thể phòng ngừa bệnh tim bẩm sinh này bằng cách nào thưa bác sĩ? Thì thực ra để mà phòng ngừa tim bẩm sinh thì cũng là câu chuyện là cũng là hơi khó, tại vì nó cũng là giống như là vô thưởng vô phạt, vô tình vào ai người ấy sẽ chịu. Tuy nhiên là để mà hạn chế tối đa thì thứ nhất là trong cái giai đoạn thai mang thai ấy, thì mình tránh để những trường hợp như bị sốt hoặc bị nhiễm khuẩn hoặc bị nhiễm trùng, bị các bệnh lý về phức tạp như là sởi, quai bị rubella, để mà hạn chế được cái nguy cơ trong quá trình diễn cái quá trình mà biến đổi trong bào thai. Và thứ hai đó là một số trường hợp là mình nên đi tiêm ngừa trước để phòng ngừa các loại cúm. Đó, đối với những bà mẹ hoặc là như ấy thì mình nên tiêm ngừa để mà phòng ngừa mắc cái bệnh đó. Rồi có những trường hợp là nên mình đi khám tiền sản ấy, để mình khám trước khi chuẩn bị có con ấy, thì mình nên khám tầm soát để mình có thể là để được bác sĩ nghe tư vấn, được bác sĩ nhé đưa lời khuyên để mà có cái chế độ thai, có cái kế hoạch thai sản cho nó tốt, để chăm sóc cho nó tốt. Và khi mà cái giai đoạn hai là mình có thể nên có những trường hợp bây giờ, trước đây thì cái kỹ thuật mà siêu âm tim bào thai rất là ít, nhưng mà hiện tại gần đây có một số cái trung tâm phát triển cái khả năng cái kỹ thuật siêu âm tim trong bào thai ấy, thì mình có thể là đi siêu âm tim cho bé, rồi siêu âm tim cho mẹ, rồi siêu âm tim cả cho bé nữa. Yeah. Để tầm soát phát hiện sớm để mình phòng ngừa, để một cái hướng điều trị tích cực hơn cho bé. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Vậy thì chúng ta cần phải lưu ý những cái dấu hiệu nha quý vị, những cái dấu hiệu mà bác sĩ lúc nãy vừa trình bày để mà mình có thể đi tầm soát để mà phát hiện cái bệnh tim này nó càng sớm càng tốt, đúng không ạ? Không những là cho bé trong bụng mẹ rồi thai sản mà cho cả người lớn của mình nữa, đúng không bác sĩ? Dạ, xin cảm ơn lời khuyên cũng như là kiến thức rất là bổ ích của bác sĩ đã gửi đến cho tất cả quý vị khán giả và Ngọc Tú. Và một lần nữa xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường rất là nhiều ạ. Kính thưa quý vị,
vị, chương trình thì cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Quý vị ơi đừng quên giờ phát sóng của chương trình. Chương trình Nhật ký hạnh phúc được phát sóng vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 vào lúc 18:10 nhé. Xin cảm ơn bác sĩ và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo. Xin chào.